Thầy xin chào Vũ Huy, thầy xin chào Quang Chiến, thầy cho mình lại gặp nhau ở trong nội dung của buổi số 33 lớp KNC2. Ta chờ một chút để các mọi người vào. Ở buổi trước thầy cho mình đang làm với cái nội dung về ứng dụng giải thuật duyệt đồ thị ưu tiên theo chiều rộng BFS để giải quyết các bài toán trên đồ thị, trong đó ta có bài toán đến vùng liên thông, bài toán liệt kê các vùng liên thông. Hôm nay trong lúc ta chờ đợi các bạn, thì ta nhắc lại một số các cái nội dung của buổi học trước. Hôm nay nội dung của buổi học này, ta sẽ ứng dụng tiếp giải thuật tìm kiếm ưu tiên theo chiều rộng BFS để ta sẽ giải quyết các bài toán mới. Thầy mời các em uống trà sữa nhé. Vừa rồi thì cái lớp lớp trước kết thúc hơi muộn nên để các em chờ hơi lâu. Ta sẽ bắt đầu luôn nhé. Đi học bài đi. Theo bài đi. Đấy. Điều chưa được. Bẻ răng bây giờ. Con gái thầy nó có cái răng lọ, răng lung lay mà mãi chưa lừa để bẻ được. Và chờ một chút để các bạn vào, thầy chờ mình tiếp tục nhé. Hôm trước ta đang ở bài nào đây nhỉ? À hôm trước ta đang nói đến cái bài tập về nhà đấy, bài xây cầu và bài đây. Ta sẽ đánh nhanh thắng nhanh các cái bài này để các em. Hôm trước cũng có mỗi bốn thầy trò nhỉ, hôm nay mới có ba thầy trò mình, không biết các bạn khác đâu. Ở cái quên, đây là bài số 70 nhỉ. Rồi, ok, ta sẽ đánh chén từ bài số 70 trước em nhé. Không biết mọi người chạy đâu hết nhỉ. Chụp cái. Kêu gọi mọi người vào phát. Và trước là bài số 70. Rồi. Để kê các vùng liên thông để thầy xem lại. À, 78 nhé. DFS. Là vậy là thế. Nè. Rồi, thầy cho mình cứ tiến hành túc tác dần trong lúc chờ mọi người vào nhé. Từ thời điểm này, thầy xin chào bạn Sơn. Tới thời điểm này chắc hẳn các em thấy rằng giải thuật duyệt đồ thị ưu tiên theo chiều rộng BFS nó có một cái giá trị rất lớn cho những cái bài toán tìm kiếm trên đồ thị. Ở hôm nay chúng ta sẽ giải quyết các cái bài tập về nhà ở buổi trước. Các em lưu ý server nộp bài vẫn là cái trang rusoland.ddns. Các bạn đăng nhập vào và các em làm và nộp bài thì hệ thống sẽ chấm bài và trả bài, trả điểm về. Các em nào mà chưa có tài khoản thì hoặc là tài khoản bị đăng nhập
nó báo sau này, kể cả sau khi các em học xong khóa học, nếu mà tài khoản của các em mà đăng nhập vào nó bị báo không vào được thì các em nhớ nhắn tin qua Zalo của thầy nhé. Zalo của thầy có trên cái trang web nộp bài ở ngay cửa sổ chính đây, thì các em nhắn tới thầy để thầy cấp lại tài khoản tới tới các em nhé. Cứ thỉnh thoảng thầy cài lại máy thì cái hệ thống nó sẽ reset lại, nếu bị mất tài khoản thì lại phải khôi phục lại. Khôi phục chắc là chỉ có cấp mới đấy chứ khôi phục tìm đâu ra. Ta sang bài toán hôm nay. Nếu như ở bài hôm trước thầy trò mình đã áp dụng một cái công nghệ rất lớn, sử dụng bao nhiêu kinh nghiệm để làm, trong đó thầy trò mình ta nhắc lại cái giải thuật BFS. Giải thuật BFS thì ta sẽ sử dụng một cái mảng đánh dấu các cái phần tử đã thăm chưa, sử dụng một cái vector để lưu các cái đỉnh kề của một đỉnh. Khi mà ta xây dựng xong đồ thị thì ta nhận thấy ta đẩy một khi ta BFS đến một đỉnh nào đó thì đỉnh đó được đẩy vào queue và đánh dấu rằng đỉnh đó đã thăm rồi. Lần lượt lấy các phần tử trong queue ra và ta đưa cái đỉnh đó ra. Sau đó ta sẽ thực hiện là xóa đỉnh đó ra khỏi queue và duyệt qua tất cả các đỉnh kề. Cứ với mỗi đỉnh kề thì ta sẽ đẩy tất cả các đỉnh kề của nó mà chưa được thăm vào trong queue. Đấy. Và để chờ đó, tí nữa ta sẽ xử lý nó sau. Quá trình này thì nó sẽ lấy cái đỉnh ở front của queue, tức là thằng nào được vào trước thì nó được xử lý trước. Và khi đó nó sẽ lần lượt lấy các đỉnh và thêm các đỉnh kề của cái đỉnh vừa được vừa lấy ra. Quá trình này nó dừng khi tất cả các đỉnh đã được thăm và queue không còn đỉnh nào để xét nữa. Đấy, thì giải thuật này nó sẽ dừng. Khi đó thì trong cái quá trình xây dựng BFS thì ta lưu ý ta cần phải sót lại các cái cạnh trước, sót lại các cái đỉnh kề của một đỉnh để đảm bảo cái thứ tự các cái đỉnh khi duyệt BFS nó ra dưới dạng thứ tự từ điển, tức là nó tăng. Đó. Ở chương trình chính thì sau khi xây dựng xong đồ thị, ta sắp xếp lại các đỉnh kề và ta sẽ đánh dấu ban đầu các đỉnh chưa thăm, duyệt qua tất cả các đỉnh. Cứ với mỗi đỉnh ta sẽ thực hiện, nếu chưa thăm ta BFS đến đỉnh đấy. Khi ta BFS đến đỉnh nào mà nó chạy xong, nó chạy ra ngoài, tức là nó đã kết thúc một vùng liên thông, thì tức là ta đã đưa ra được một vùng liên thông và ta xuống dưới. Thì với ở bài 78 chúng ta gặp một cái bài đó là liệt kê tất cả các vùng liên thông có nhiều đỉnh nhất đấy, trong đồ thị đấy. Ví dụ như ở cái bài này hôm qua ta đã giải quyết được một cái bài toán tổng quát đấy. Ta đã giải quyết được một cái bài toán tổng quát là hãy liệt kê tất cả các vùng liên thông có nhiều đỉnh nhất trong đồ thị. Ví dụ như ở trên đồ thị này, ta ở buổi trước ta làm rất nhanh, các em đều nhận thấy. Với đồ thị này, nếu bây giờ thầy nối đỉnh này với đỉnh này, thì rõ ràng khi mà ta duyệt BFS thì cái vùng liên thông thứ của các cái thứ nhất nó có 5 đỉnh, vùng liên thông thứ hai nó cũng có 5 đỉnh. Vậy thì khi chạy chương trình nó ra được là con số 5 và nó liệt kê được các đỉnh trong vùng liên thông trên. Đó là cái nội dung của buổi học trước. Và trong cái bài này chúng ta đã xử lý được bằng cách như sau. Ta đã xử lý là ta đầu tiên ta xây dựng các cái đỉnh, sau đó sắp xếp lại các cái đỉnh kề, xây dựng nhập dữ liệu và xây dựng đồ thị. Sau đó ta sắp xếp các cái đỉnh kề của đỉnh U thành một dãy tăng, chính là cái ta sort tất cả các cái vector G. Bây giờ ta sẽ khởi tạo các đỉnh chưa thăm, tức là theo tư tưởng thằng BFS đấy. Ta duyệt qua tất cả các đỉnh chỗ đây trên đồ thị từ đỉnh 1 trở đi. Nếu đỉnh Y chưa thăm thì ta sẽ BFS đến đỉnh đấy. Quá trình mình BFS đến một đỉnh thì thầy sẽ đẩy tất cả các đỉnh trong vùng liên thông đó vào một cái vector, thầy gọi nó là vector A thứ K, tương ứng với vùng liên thông thứ K. Đấy. Thứ K. Đấy, K bắt đầu mình khởi tạo bằng 0. Rồi thì kế tiếp thầy cho mình sẽ thực hiện việc là sắp xếp lại các cái đỉnh. Đấy, ta thực hiện sắp xếp lại các cái đỉnh.
trong của cái vector này theo thứ tự đỉnh tăng dần. Việc sắp xếp các cái đỉnh trong vector tăng dần thì tăng dần ở đây là tăng dần theo số lượng. Đấy. Theo số lượng đỉnh. Theo số lượng đây có nghĩa là ta có với mỗi vector, các em hình dung nhé, hôm qua chỗ này thầy hôm trước chỗ này thầy giải thích chưa rõ cho lắm. Bây giờ thầy có một cái vector thầy lưu như sau. Vùng liên thông số 1. Đây là mảng A nhé, vector này. Lưu các đỉnh là 3, 4, 5 và 7. Ở vùng liên thông thứ hai, đấy, thầy lưu đỉnh là 6 và 8. Ở vùng liên thông thứ ba, thầy lưu đỉnh là 9, 10, 11, 12. Đấy, cứ tương tự như vậy. Thầy xin chào bạn Chiến. Cứ như vậy thì cái mảng A đây, cái mảng AK của thầy đây, nó lưu các vector này. Vậy thì khi thầy gọi cái giải thuật sort, đây, khi khi ta thực hiện cái thao tác sort này ở bước 4 ấy, cái sort này là sắp xếp cho các đỉnh này nó tăng dần thôi. Còn ở bước 4 thầy sắp xếp lại cái vector này thì khi đó cái vector A của thầy trông nó như thế này. Các em nhìn nhìn nhé. Vector vector A phần tử A1 thì nó sẽ chứa cái cấu hình này là 3, 4, 5 và 7. Vector thứ hai nó có cùng số lượng đỉnh nhiều nhất, ví như đây thì có cho thêm thằng 14, 13 chẳng hạn, à 13, 14 chẳng hạn. Đấy. Thì cái thằng vector thứ hai này nó bây giờ nó sẽ là 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11 và 12. Đấy. Và cái vector thứ ba nó là cái thằng 68. Vector thứ tư của thầy nó là thằng 13, 14. Đấy. Và ở đây thì các bạn nhận thấy như thế này. Các cái vector có số lượng đỉnh nhiều nhất và bằng nhau nó sẽ nổi lên trên. Đấy. Nên cái thao tác ở bước 4 nó sort thì ta thu được một cái vector như thế này. Sắp xếp các vector này theo số lượng tăng dần à giảm dần theo số lượng đỉnh nhé, giảm dần theo số lượng đỉnh. Theo chỉ số đỉnh, còn dưới là giảm dần à, ta sắp xếp giảm dần theo tiêu chí là, đây là số lượng đỉnh. À, số lượng đỉnh của tờ vùng liên thông. Đấy. Vậy thì với cái như trên thì các bạn nhận thấy rằng là sau khi ta sort xong thì ta nhận thấy thì cái thằng nổi bên trên cùng như vậy thì sau khi sort xong thì ta nhận thấy cái thằng nổi lên trên cùng, đây cái thằng nổi lên trên cùng thì sẽ là nghiệm của bài toán nhé. Thằng nổi lên trên cùng thì nó sẽ là cái cấu hình có nhiều đỉnh, vùng liên thông có nhiều đỉnh nhất, và các cái cấu hình bắt đầu từ cấu hình thứ hai trở đi, những cái thằng cấu hình nào mà có số lượng đỉnh đấy mà bằng số lượng đỉnh của thằng ban đầu thì ta đưa thằng đó ra đấy. Nên ở cái đoạn này thì ta đây ta đi từ trên xuống dưới, cái thằng nào có số lượng đỉnh, cái thằng này có bốn đỉnh, thằng này có bốn đỉnh, nên hai vùng liên thông này của mình gây ra như vậy. Hy vọng các bạn đã hình dung được cái nội dung của bài hôm trước nhé. Vậy thì ở trong cái đoạn này hôm trước thầy mình có cái thao tác sắp xếp hai vector theo chiều giảm dần ở chỗ này. Đấy. Đây, ta sắp xếp các vector giảm dần theo số đỉnh đấy. Ta sort mảng A cộng 1, A cộng K cộng 1 với cái tham số là compare, là số lượng đỉnh giảm dần. Thì khi khi cái compare ở đây, đầu vào của nó là một vector, vậy thì khi ta chọn tiêu chí để sắp xếp vector đó chính là vector nào có nhiều đỉnh hơn thì sẽ được nổi lên trên. Còn đó là sắp xếp giảm dần. Còn sắp xếp tăng dần thì cái thằng nào ít hơn thì lại nổi lên trên. Nên ta chỉ việc đảo được cái dấu này nếu muốn sắp xếp tăng dần nhé.
Rồi ở cái cốt của cái bài này hôm trước thầy cũng chia sẻ tới các bạn luôn để cả mọi người cho tiện theo dõi cái nội dung bài toán này. Đó là cái bài DFS vùng liên thông và ta sẽ liệt kê được tất cả các vùng liên thông có nhiều đỉnh nhất bằng cách sử dụng duyệt BFS. Các đỉnh được sắp xếp theo thứ tự từ điển. Các vùng liên thông cũng được liệt kê theo thứ tự từ điển. Bài tập về nhà của chúng ta là bài 79 hôm qua và bây giờ thầy cùng với Huy Sơn vậy. Gia Huy, Vũ Huy, Sơn và Chiến sẽ giải quyết cái bài toán này nhé. Hãy liệt kê tất cả các đỉnh đến được từ đỉnh S. Ví dụ như bây giờ thầy cho đỉnh xuất phát là đỉnh 2. Các em hãy bật cửa sổ chat cho thầy biết các đỉnh đi đến được từ đỉnh 2 trên đồ thị trên. Nào, xin mời Gia Huy, Trường Sơn, Vũ Huy và Chiến. Hãy cho thầy biết là trên cái đồ thị ở phía hình dưới, nếu thầy xuất phát từ đỉnh 2, thầy có thể đi được tới đâu? Rồi, thầy cảm ơn Chiến. Thầy đã nhận được câu trả lời của Chiến. Từ đỉnh 2, ta có thể đi đến được đỉnh 1, đỉnh 5, đỉnh 6 và đỉnh 10. Theo thứ tự duyệt BFS, thì nó sẽ duyệt như... À, đúng như Chiến bảo đó là các cái đỉnh. Bắt đầu ta gọi BFS đến đỉnh 2. Từ đỉnh 2 nó put tất cả những cái thằng kề của 2 bao gồm đỉnh 1, đỉnh 5 và đỉnh 6. Sau đó nó lấy đỉnh 2 ra. Khi đó trên màn hình của thầy nó ta thầy thu được số 2. Bởi vì quên nó pop thằng Q ra mà. Nó sau đó nó nhảy đến đỉnh 1, nó thăm thằng 1. Nó thăm thằng một, nó duyệt qua kề thằng một, có thằng nào mà chưa thăm không? Không có thằng nào, nó đưa ra đỉnh một. Sau nó duyệt kề thằng kế tiếp là thằng năm. Nó kề thằng năm không có, đến thằng sáu. Đến thằng sáu nó đưa thằng sáu ra và nó pop thằng sáu ra khỏi quy. Sau đó nó put thằng 10 vào. Khi put thằng 10 vào thì nó thăm luôn thằng 10. Put thằng 10 xong thì nó pop thằng sáu ra, nó đẩy thằng 10 và nó bắt đầu nhảy sang thằng 10. Đấy. Vậy thì khi đó đây là các đỉnh mà ta có thể đi đến được từ 2, bao gồm 2, 1, 5, 6, 10. Đấy. Và khi chạy chương trình thì ta nhận thấy rằng các cái đỉnh này mình có thể phải sort nó lại. Đúng không? Ta phải sort nó lại. Thì nó mới đảm bảo. Ví dụ như ở chỗ này thầy đổi nó ra là thành đỉnh 5. Chỗ này là đỉnh 6. Thì chỗ này nó sẽ ra là 6. Nó sẽ sang 5. Nó sẽ đi từ đỉnh 2, sau đó đi qua đỉnh 1, sau đó đi qua đỉnh 5. Đấy, nó qua đỉnh 6, nó qua đỉnh 10, à nó vẫn 2, 1, 5, 6, 10. Ừ. Ý của thầy nói là các cái đỉnh này, nếu ta nó chưa sort thì ta hãy sort nó lại nhé. Rồi. À, như vậy thì với cái bài toán này thì ta nhận thấy rằng chúng ta cần cài đặt một cái giải thuật BFS để duyệt đến một cái đỉnh từ đỉnh xuất phát. Vậy từ đây thì chồng mình sẽ cài đặt nhanh luôn nhé. Ta vừa cài đặt lại vừa nhớ. Bài là bài 79 ở trong ảnh. Để chụp lại cái đề thì gửi lại bài 79. Vậy rách rách cái chị đi. Mà chúng ta vừa làm vừa nhớ ôn lại cái giải thuật BFS nhé. Dù rằng chúng ta cũng đã rất thuộc về nó rồi. Nhưng mà thuộc thì không có nghĩa là code phát đúng ngay. Hãy code nó lên tới đẳng cấp code một phát đúng luôn. Đấy. Thôi, nói thế thôi. Thầy cũng phải tiết kiệm thời gian để chữa được nhiều bài hơn. Thầy lấy code có sẵn. Rồi. Bài là DFSL vùng liên thông. Hey. DFSL vùng liên thông. Các bài này có rồi à? DFSMNP. Sao lại có rồi nhỉ? Đây đi. À,
À, bài này trước thì làm bằng D với. Đâu có. Đã không có nữa. Không cảm ơn cụ phải một trong mình. Cho con xuống đánh răng đi nhé. Cắt to. Không được thế đâu chả luôn. Rồi thì ta sẽ thực hiện cái công việc là cốt giải thuật BMS. Ban đầu ta khai báo một cái mảng G lưu danh sách các cái đỉnh kề đấy. Giải thuật BMS ta lần lượt mà ta sử dụng một cái mảng A lưu các cái đỉnh kề của một cái đỉnh. Bây giờ ta từ chương trình chính thì ta sửa lại bài này DFSL liên thông. Đề bài nhập M, nhập N, N đỉnh, M cạnh và đỉnh xuất phát là đỉnh S. Đỉnh này thầy gọi nó là đỉnh start cho nó ngầu. Đấy, thầy khai báo một cái biến start là đỉnh này. Đấy, bắt đầu từ đỉnh start là đỉnh bắt đầu. Ta duyệt với tất cả những thằng này thì ta sẽ thực hiện xây dựng đồ thị. Sau đó ta sort lại các cái đỉnh kề. Cái thao tác này gọi là sắp xếp danh sách đỉnh kề để cho với mỗi đỉnh thì các đỉnh kề của nó được sắp xếp theo thứ tự từ điển. Ta khởi tạo cái mảng này để đảm bảo rằng tất cả các đỉnh chưa được thăm. Ta sẽ duyệt qua tất cả các đỉnh nếu đỉnh đấy chưa thăm. Đấy, cái chỗ này thì với bài toán này thì ta sẽ làm khác. Thì các bạn để ý như sau. Quá trình ta BFS đến một đỉnh nào đó. Đấy. Quá trình ta BFS đến một đỉnh nào thì khi ta BFS đến một đỉnh thì ta đẩy nó vào queue và ta duyệt qua tất cả, đánh dấu nó đã thăm. Đấy. Và ta sẽ thực hiện duyệt qua tất cả các cái đỉnh. Đấy. Ở đây ta có một cái vector, thực tế cái này ta chỉ cần một cái vector bởi vì ta xuất phát mỗi từ đỉnh S thôi mà, nên K nó sẽ bằng 1. Cho người ta bỏ biến K đi thì thầy gọi A làm cái vector đi. Này, G là vector chứa các cái đỉnh kề, A là một cái vector lưu tất cả các cái đỉnh kề của đỉnh start, tức là các đỉnh mà thằng đỉnh start nó sẽ đi đến được. A là lưu các đỉnh đến được từ cái đỉnh start. Khi ta DFS thằng start thì nó sẽ đẩy thằng start vào trong queue, nó đánh dấu rằng start đã đi rồi. Nó lấy cái đỉnh start ra khỏi queue và nó sẽ đẩy nó vào trong vector lưu niệm. Khi đó nó xóa cái thằng này ra khỏi queue. Sau đó ta duyệt qua tất cả các cái đỉnh kề của đỉnh start. Nếu đỉnh đấy chưa thăm thì đánh dấu rằng nó đã thăm rồi. Đấy. Và ta sẽ thực hiện đẩy các đỉnh kề của nó vào. Quá trình chạy đi chạy lại đến khi queue rỗng thì thằng start của ta nó sẽ quyết khi đó mảng A sẽ lưu được tất cả các đỉnh kề. Thứ tự của các đỉnh có thể theo thứ tự khác nhau, do đó ta cần phải sort lại cái vector A. Vậy thì sau khi thực hiện nhập N, M và đỉnh A, đỉnh S xuất phát, ta xây dựng các cạnh, ta sắp xếp các đỉnh kề, thì khi đó ta gọi BFS từ đỉnh start để tạo ra vector A lưu tất cả các đỉnh có thể đi đến được từ đỉnh start này, chính là đỉnh S trong đề bài. Đề bài của chúng ta là hãy liệt kê tất cả các đỉnh đến được từ start mà. Khi đó ta sẽ cần phải sót lại cái vector A. Để sót được một cái vector thì ta sẽ sót từ đầu đến cuối, thì ta sót a.begin, a.end. Vậy thì khi đó ta thu được tất cả các đỉnh trong vùng liên thông đã được đưa ra, đã được đấy, đã được gọi là sắp xếp lại. Vậy thì bây giờ ta đưa các đỉnh trong một vector ra. Để đưa một đỉnh vector ra thì ta sẽ for auto. For auto là for theo giá trị, for tất cả các giá trị x nằm trong cái vector A. Đấy, tất cả các giá trị x trong vector A. Khi đó thầy sẽ thực hiện cái công việc là sell
cái thằng giá trị x nha. Đấy, xem giá trị x nha. Rồi B thì thử chạy cái xem có báo lỗi gì không để ta vừa khai báo bổ sung các biến. Ta khi ta đặt giải thuật tên là B bé chữ y hoa. Để sửa lại các em nhé. B chữ y hoa. Nó bảo gì nhỉ? À, thiếu mân số bé hơn. Mày có thể lag quá rồi, ok. Rồi, ta lấy test đề bài chạy thử với cái bộ test này. Ta thì chạy ra xem phải ao từ đỉnh 2 nó xuất phát ra được các cái đỉnh nào khác trong đồ thị. Khi sinh test trong đồ thị, các em nhớ ta chỉ vẽ thêm các cạnh hoặc bớt đi các cạnh chứ như đừng có xóa cái toàn bộ cái đồ thị đó đi xong vẽ lại nhé, thì mình mất kiểm soát cái đồ thị đấy và mất công vẽ lại trên giấy. Đấy, thì ta thu được là đỉnh 1, 2, 5, 6, 10. Vậy người ta xem là đỉnh nào? 1, 5, 6, 10. Như vậy nó thừa đỉnh 2, đỉnh start. Vậy thì ta nhận thấy rằng, ồ, đỉnh 2 là đỉnh xuất phát, do đó ta không được đẩy vào queue. Vậy thì mình quay trở lại code, mình để lúc mình BMS, thì cái đỉnh start mình không đẩy vào queue, nhận nó đi. Mình nhận nó đi. Rồi chạy phát nữa xem sao. Lạc quan. Rồi. Đi đề lại. Ố. Thế thầy put thằng S vào. À đây. Trong trường hợp này nếu cái thầy không put thằng S vào thì nó không BMS đến được. Cái từ thằng start, vậy thì thầy sẽ đây lúc put back thằng U vào thì thầy ghi là nếu thằng U khác thằng start thì thực hiện put back nó vào. Đấy. Còn tức là nếu bằng start thì thầy bỏ qua, thì khi đó trên cái các cái đỉnh đi đến được từ đỉnh S nó sẽ không có đỉnh S nữa. Đó, nó ra nó bỏ đi được cái đỉnh 2. Đấy. Như vậy thì trên đây là cái giải thuật của cái bài toán, thầy gửi luôn code ở trong, bởi vì code nó hơi dài nên các em có thể quan sát thấy. Chúng ta sẽ thực hiện công việc là đọc dữ liệu và xây dựng đồ thị, sắp xếp lại các đỉnh kề. Ta BMS từ cái đỉnh xuất phát. Quá trình BMS sẽ tạo ra một cái vector A lưu các đỉnh nằm trong vùng liên thông. Công việc này là ta sẽ thực hiện là trong cùng một vùng liên thông ta sẽ sắp xếp đỉnh. Đấy, ta sắp xếp các đỉnh trong vùng liên thông. Và khi đó với các đỉnh đấy thì ta đưa các cái đỉnh đó ra. Đấy. Vậy trên đây là cái bài toán thầy trò mình vừa làm và áp dụng giải thuật BFS để giải quyết cái bài toán là liệt kê các đỉnh đi đến được từ đỉnh start nhé. Các đỉnh đi đến được từ đỉnh start. Trong quá trình làm bài thì các bạn nhớ làm và nộp bài bằng hai giải thuật: giải thuật tìm kiếm ưu tiên theo chiều rộng và giải thuật tìm kiếm ưu tiên theo chiều sâu. Cụ thể là giải thuật BFS và DFS. Hai bài này các em hoàn toàn có thể làm theo một trong hai cách trên. Và ta đang đi sâu về BFS, vậy thì ta sẽ áp dụng giải thuật BFS. Với ý tưởng của giải thuật BFS như trên thì thầy hy vọng là các em đã có thể cài đặt được cái thành công được cái giải thuật của mình. Đấy.
là tư tưởng của chúng ta rất rõ ràng. Như vậy thì với bài DMS liệt kê tất cả các đỉnh đi đến được từ một đỉnh start, các em đã giải quyết được chưa? Sơn có thể cài đặt được không? Để thầy thử xem bài này các bạn nào. Bài này có Chu Minh này, Sơn làm này. Sơn làm từ cái thời bài làm 11, bài này làm ngày bao nhiêu nhỉ? Tháng 10 ngày chủ nhật. Bài này xem Sơn làm bài này. À, Sơn làm bài này bằng DFS rồi nhé. Đây là code của Sơn được chưa? Nhớ format lại code trước khi nộp lên cho code nó đẹp lên. À, ta có ngày 12 cũng thấy Sơn nộp lại bài này. Đấy, code bằng giải thuật DFS đẹp lộng lẫy. Rồi ngày 31 thì thấy Chu Minh nộp bài DFS bục liên thông. Đấy. Và Chu Minh sử dụng Priority Queue để lưu đó. Đây là Chu Minh cũng ngầu ghê. Và giờ duyệt là BFS tất cả các đỉnh. Mình có thể đưa nó ra. Bài B là bài BFS T của liên thông. Bài này bài S, TFS. Bài này bài khác. Đây từ đỉnh start đến đỉnh. Rồi như vậy thì qua cái bài vừa rồi các em bài này TFS nhỉ? À, đấy. Chờ đợi một tí để thầy xem. Có Chu Minh Huy ở đây, Sơn làm bài này đây. Này, Sơn nhớ format code trước khi nộp bài nhé. Ta xem Sơn nộp bài hôm 13 đây. Giải thuật DFS rất rõ ràng. Này, thầy xem Sơn bài 11. Rồi, theo mấy cái file gần đây. Rất nhiều ca thủ nộp tuy nhiên trong cái file mới gần đây thì chưa ai code bởi BBS nhé. Nhiệm vụ của các bạn là trong trước buổi học tới là Huy, Sơn, Huy, Gia Huy và Chiến, các em cần cài đặt cái bài toán này bằng giải thuật BBS nhé. Bài này nó khá nhẹ nhàng, thầy có chia sẻ cái code cách làm của thầy. Thông thường thì các cách làm của các em nó sẽ khác. Rồi ta sang bài kế tiếp. Tìm đường đi từ đỉnh S đến đỉnh T. Bài 80, bài này chính là bài tập về nhà hôm trước của thầy cho mình. À, thôi thì để... Ta sang bài 80. Thầy cho mình đánh nhanh, thắng nhanh bài 80 luôn. Bài 80 là tìm đường đi từ đỉnh S đến đỉnh T. Ai chả? Tìm đường đi từ đỉnh S đến đỉnh T. Có rất nhiều cái cách để tìm được đường đi từ đỉnh S đến đỉnh T. Ta có thể sử dụng ngay thằng digit chart để tìm đường đi từ S đến T, nhưng mà bài này nó không có trọng số. Ta có thể sử dụng Floyd, ta có thể sử dụng Hoberman với các bài toán có trọng số. Vậy với cái đồ thị này, vậy chúng ta sẽ làm thế nào? Ví dụ như bây giờ người ta hỏi tìm đường đi từ đỉnh 2 cho tới đỉnh 10, thì nó sẽ xuất phát từ đỉnh 2, ta BFS từ đỉnh 2, vượt qua tất cả các đỉnh kề của đỉnh 2, ta put thằng 1 vào, put thằng 5 vào, put thằng 6 vào, đến thằng 1 nó lại BFS tiếp đến thằng 1, thằng 1 nó pop dẫn thằng 1 ra, thôi, gặp thằng 5. Đến thằng 5, nó đẩy thằng 5 vào, nó BFS tới thằng 5. Gặp thằng 6, nó BFS thằng 6, nó đánh dấu thằng 6 vào. Sau đó đến nó đánh dấu rằng để đi đến thằng 6, à để đi đi. Thằng 6 nó phải đi qua thằng 2. Ta sử dụng cái mạc chain để đánh dấu.
Rồi đến từ tháng 6 nó lại bê bết đến tháng 10, nó đẩy tháng 10 vào. Và tới tháng 10 này thì nó bằng cái đỉnh finish của mình, đỉnh kết thúc. Vậy thì mình sẽ dừng lại. Vậy thì mình sẽ truy vết trên mảng chây. Bây giờ tới khi dừng lại thì ta không bê bết nữa. Vậy thì ta có nhiều cách để không bê bết nữa. Trong đó ta có thể hoàn toàn return ra ngoài luôn cũng được. Hoặc là ta cứ để nó bê bết xong một cách bình thường. Thì khi đó bắt đầu ta truy vết từ cái đỉnh này, ta truy vết ngược trở lại để ta đưa được các đường đường đi ra nhé. Vậy thì tới đây thì thầy trò mình sẽ thực hiện giải thuật liệt kê đường đi từ đỉnh S cho tới đỉnh T bằng giải thuật rồi tìm kiếm ưu tiên theo chiều rộng BFS như sau. Sau khi cài đặt giải thuật BFS thì thầy gọi BFS từ cái đỉnh start. Trong quá trình BFS thì nó duyệt qua tất cả các đỉnh nằm trong vùng liên thông đấy. Sau khi BFS xong, nếu cái đỉnh đó, nếu cái trạng thái của cái đỉnh sợi finish của mình mà bị đánh dấu là đã thăm rồi, thì điều đó chứng tỏ rằng có tồn tại đường đi từ đỉnh start cho đi đến đỉnh finish. Vậy thì là có đường đi. Vậy thì đường đi nó là đường nào? Bởi vì trong quá trình mình BFS, mình thu được một đỉnh, thì mình phải cần đánh dấu được rằng, đây ta cần đánh dấu. Như hôm trước mình, thôi thì thầy sẽ lấy luôn cái code của bài này để mở để làm bài mới cho nó tiện thêm nhé. Ta vừa nói vừa giảng. Bài này là DFS ST. ST nó đường sau nó là gì? Đường liên thông. Hy vọng là phía bên các bạn vẫn nghe rõ. Hôm nay thầy ngồi trên tầng này. Này. DFS ST vùng liên thông. Rồi. Đỉnh vừa cho start vừa cho đỉnh finish. Đấy, cho đỉnh start và đỉnh finish. Người ta yêu cầu liệt kê tất cả, à, liệt kê cái đường đi từ đỉnh start đến đỉnh finish. Đấy, theo giải thuật BFS. Vậy ta xây dựng đồ thị bình thường, sắp xếp các đỉnh kề, sau đó ta BFS từ đỉnh start. Quá trình ta BFS từ đỉnh start thì ta sẽ thu được cái mảng chây để lưu cái đường đi trong cái quá trình mình BFS. Đấy, thì trong cái quá trình lưu đường đi thì mình sẽ lưu như thế nào trên cái giải thuật BFS này? Thì ở đây thì ta vẫn sử dụng một cái mảng chây để lưu vết đường đi. Vậy thì ta nhận thấy như thế này. Ban đầu ta bắt đầu đi đến đỉnh S nhé. Bắt đầu ta xuất phát là bắt đầu ta xuất phát từ đỉnh S là đỉnh start. Thì cái quá trình BFS thì nó đánh dấu đỉnh start vào, nó đẩy vào queue. Sau đó nó lấy đỉnh trong queue ra. Đấy. Sau đó nó duyệt qua tất cả các đỉnh đỉnh kề của đỉnh start. Duyệt qua tất cả các đỉnh kề của đỉnh start. Rồi. Khi đó thì ta nhận thấy với mỗi đỉnh kề, nếu đỉnh kề đó chưa thăm thì ta sẽ thăm đỉnh đấy. Vì ta thăm đỉnh đấy thì rõ ràng để đi đến được đỉnh V thì ta phải đi đi qua đỉnh U. Vậy thì ta đã gắn JV bằng U, tức là để đi đến đỉnh V ta phải đi qua đỉnh U. Đấy. Vậy thì cái quá trình như thế này ta chạy xong thì trên đồ thị nó sẽ như sau. Bắt đầu nó đánh dấu đỉnh BFS đến đỉnh 2. Khi BFS đến đỉnh 2 nó duyệt qua tất cả các đỉnh kề của đỉnh 2. Chỗ này thì phóng to ra một tí nhé. Em cũng quan sát. Khi BFS tới đỉnh 2 thì nó duyệt qua tất cả các đỉnh kề. Nó thấy rằng có đường đi từ đỉnh 1 đến đỉnh 2. Như vậy nó kết luận rằng chây của thằng 1 này có giá trị bằng 2. Tức là để đi đến đỉnh 1 ta phải đi qua đỉnh 2. Ok. Đến thằng 5, để đi đến đỉnh 5 ta cũng phải đi qua đỉnh 2. Vậy chây của 5 cũng bằng 2. Để đi đến đỉnh 6 thì nó phải đi qua đỉnh 2. Nó chây 6 nó cũng bằng 2. Rồi.
Sau đó thì nó thực hiện BMS đến đỉnh 5. BMS đến đỉnh 5 nó không còn thằng kề nào nữa, nó bỏ qua, nó pop ra khỏi Q luôn. Các thằng 6 nó lấy cái đỉnh Q 6 này ra khỏi Q, nó đánh dấu rằng đỉnh 6 này đã đến rồi và nó duyệt qua tất cả các đỉnh kề của đỉnh 6. Nó thấy có đỉnh 10 chưa thăm. Khi có đỉnh 10 chưa thăm thì nó thăm đỉnh 10. Và khi thăm đỉnh 10 nó thông báo rằng để đi đến đỉnh 10 nó phải đi qua đỉnh 6. Đấy. Để đến đỉnh 10 nó phải đi qua đỉnh 6. Vậy thì sau khi thực hiện xong thì thầy nhận thấy rằng cái thằng chây 10 của thầy, chây của thằng cái đỉnh finish ấy, tới đây rồi, nó có giá trị bằng 6. Như vậy để đi đến 10. Rồi vậy 6 thì nó trỏ vào thằng này rồi. Vậy thì thầy gọi chây của thằng 6 thì nó trả về 2, nó về thằng này. Và đến khi nó gặp cái thằng 2 là thằng finish rồi, à, thằng start thì nó sẽ dừng lại. Đấy. Vậy thì cái cơ chế truy vết nó cũng giống như ở trong các bài tập quy hoạt động cơ bản, ta sẽ truy vết tương tự như thế. Vậy thì ta sẽ thực hiện như sau. Ta duyệt qua tất cả các đỉnh và cứ với mỗi đỉnh chưa thăm thì ta đánh dấu đỉnh đó đã thăm, và để đi đến được đỉnh V ta phải đi qua đỉnh U. Đây là lưu vết đường đi. Rồi bây giờ ở trong chương trình chính thầy trò mình sẽ thực hiện cái công việc là ta BFS từ đỉnh start nha. Ta khai báo thêm một cái thằng finish. Ta khai báo một cái đỉnh finish là đỉnh F, đỉnh kết thúc ấy. Đấy. Thì bây giờ thì ta nhận thấy rằng là khi gọi BFS xong rồi thì ta thu được cái đường đi rồi. Vậy thì bây giờ ta đưa đường đi ra. Vậy thì chào lên giường luôn bác nhé. À, rồi bây giờ ta sẽ đưa cái đường đi của nó ra. Vậy thì ta nhận thấy rằng là tại thời điểm ban đầu ta đang có cái đỉnh xuất phát, ta bây giờ ta đang đứng ở cái đỉnh finish. Vậy thì thầy gắn U thì bằng chây của đỉnh finish. Như vậy thì khi nãy thì ta nhận thấy rằng là để đi đến thằng đỉnh finish trên đồ thị này là cái đỉnh số 10, thì chây của thằng finish nó là bằng cái đỉnh số 6. Đấy. Vậy thì thầy nhận thấy rằng là chừng nào thằng U mà đang còn khác thằng start, bởi vì bây giờ mình đang đi ngược lại mà. Chỗ chây này thì các bạn có nhiều nhiều cách trình bày, có bạn thì chừng nào ghi chây của U cũng được. Thì ta thực hiện như sau. Thì vì tại thời điểm này U đang là giá trị, U đang là cái đỉnh mà đứng trước thằng finish. Đấy, thì mình có thể xe thằng U ra. Đấy. Khi đó bây giờ khi mà thầy đang đang loan về tới cái vị trí số 6 này rồi thì thầy lại gắn, thầy phải nhảy về cái đỉnh cha của thằng U này. Vậy thì nó đang lưu ở trong chây của thằng U. Vậy thì thầy gắn U bằng chây của thằng U. Thằng U nó đang đứng là chây của thằng 6. Và chây của thằng 6 nó trả về thằng 2. Đấy. Và khi đó chây của thằng 6 nó trả về thằng 2 thì chứng tỏ rằng tới đây thằng 2 bằng thằng đỉnh start. Vậy thì giải thuật nó sẽ dừng lại. Vậy thì khi dừng lại thì nó sẽ đưa ra được kết quả. Thế là xong. Rồi bây giờ ta thử chạy thử chương trình xem nó còn chút vấn đề gì không. Vậy này, DFS tag của bên thông. Chấm INP. Các em hãy cố gắng tư duy một cách tự nhiên nhất như thế để các em cài đặt chương trình. Sau đó ta làm mịn chương trình, tức là ta làm đúng dần. Nhé. À, thầy có Gia Huy. À, thầy xin chào chú Minh. Thầy cho mình đang làm thầy cho mình đang làm bài là tìm đường đi từ đỉnh S cho tới đỉnh T trên một cái đồ thị bằng giải thuật duyệt ưu tiên theo chiều rộng BFS. Cái mùa này là mùa thi giữa kỳ nên các em cũng vừa học vừa ta học xong kết thúc sớm để các em còn tiếp tục ôn thi giữa kỳ. Các em đã thi được môn nào chưa?
Đấy, nó đưa ra được đỉnh 6 rồi. Như vậy thì trên cái đồ thị này ta nhận thấy nó đưa ra được đỉnh 6, đỉnh start của mình 2, đỉnh kia là đỉnh kết thúc là số 10. Vậy thì ta mới đưa ra được đỉnh 6. Vậy thì ta cần thiếu mất đỉnh finish và thiếu mất đỉnh start. Vậy thì ta sẽ thực hiện đưa ra đỉnh chỗ đoạn đâu nhỉ? Đưa nghiệm ra đây. Thao tác này rồi, thao tác truy vết cũng giống như các bài khác. Ta sẽ out thằng finish ra trước. Sau khi sell thằng finish xong thì ta sell các cái đỉnh trung gian giữa các đường đi. Sau đó ta sell tiếp cái thằng đỉnh start. Ở cái bài toán này thì do tác giả yêu cầu là đưa truy vết ra là ngược. Nên khi chạy thì ta nó sẽ đưa ra ngược. Còn muốn đưa đưa ra xuôi thì các bạn nhận thấy rất đơn giản. Ta put nó vào một cái vector, ta sort lại cái vector đấy. À không, không sao được. Ta lật ngược cái vector đấy là được. Mà để put nó lật ngược một cách nhanh nhất đó là các bạn đẩy nó vào một cái stack. Đấy, nó là 10, 6, 2. Đấy, là các cái đỉnh. Đây là truy vết ngược nhé, truy vết ngược. Còn muốn truy vết xuôi, ở đây tiện thể thầy cũng nói đến các bạn luôn. Thông thường với trong các kỳ thi lớn, ít khi người ta bắt các bạn truy vết ngược lắm. Mà thường người ta yêu cầu truy vết xuôi. Đấy. Để truy vết xuôi thì các bạn lưu ý ta thấy rằng đỉnh đầu tiên của mình là đỉnh start đúng không? Đấy. Thì khi đó ta sẽ thực hiện công việc ta gắn U thì bằng chây của thằng finish. Thì khi đó U nó sẽ là thu được cái đỉnh trước thằng finish. Vậy thì thay vì việc xe U đi thì thầy gắn thầy đẩy U vào đâu nhỉ? Và thầy khai báo một cái queue gì đó đường đi chẳng hạn, đường đi thầy hay gọi là nó là line. Đấy, thầy khai báo một cái queue à chia khai báo một cái stack để lưu đường đi. Cái đặc điểm của thằng stack rất hay là put vào một đường thì nó ra một nẻo, put vào 1, 2, 3, 4, khi lấy ra nó lại là 4, 3, 2, 1. Nên đó là một cái cách thầy hay sử dụng. Hoặc là có bạn có nhiều các kỹ thuật khác nhau nhưng nói chung thầy hay sử dụng đẩy nó vào stack. Khi đó thì ta nhận thấy rằng đỉnh start của mình ta có cái ta put cái đỉnh start vào. À, tôi put cái đỉnh finish vào. Vậy ta không đưa nó ra. Đấy. Ta đẩy cái đỉnh finish vào, sau đó ta thực hiện lần cái chừng nào mà chưa đi đến đích thì ta put thằng U vào. Tất nhiên là các em có nhiều kỹ thuật khác. Đây là cái cách kỹ thuật mà bình thường nhất thầy hay hướng dẫn các bạn để đấy, ta đẩy thằng U vào. Người ta u bằng chay luôn. Sau đó cái thằng start này cũng chưa được put vào thì ta put nó nốt nó vào. Đấy. Như vậy thì các cái phần tử trong cái stack này nó đã lưu tất cả các đường đi từ đỉnh start cho đến đỉnh finish nhưng nó hơi bị ngược. Vậy thì bây giờ ta sẽ lấy lần lượt các cái đỉnh trong stack này ra. Chừng nào thằng này đang còn khác rỗng thì thầy thực hiện à lưu ý rằng nếu mà thằng queue thì nó là thằng front thì thằng stack nó lại là thằng top. Vậy thì sau đó ta pop nó đi. Rồi bây giờ ta chạy thử xem sao. Nhớ lưu bài trước khi chạy nhé. Nhớ nó bay màu thì đang có cái để khôi phục lại. Chờ thầy tí nhé, xem nó đang báo lỗi gì. À, thiếu dấu chấm phẩy. Nó gà thế.
162. Nghe có vẻ như là thầy đang đấy, nó ra được 2610 theo thứ tự từ điển nhé. 2610 như vậy trên cái đồ thị này nó sẽ đi là từ 2 đến 6 đến 10, vậy nó đi ra được đường đường xuôi. Vậy thì ở đây thì cái chỗ để truy viết xuôi thì ta sẽ đẩy nó vào một cái gọi là cái stack, còn truy viết ngược thì ta lấy từ trong cái mảng này ra. Ở bài này thì nó truy viết ngược nên ở đây thầy sẽ ẩn nó đi để cho các em dễ sử dụng. Đấy thì chỗ này thầy trò mình cần bàn thêm một chút về cái phần truy vết này. Cùng với cái kỹ năng truy vết đấy thì ở trong một số các cái bài toán mà nhất là những cái bài tập quy hệ động mà cần phải truy vết thì các em nhớ ta vẫn sử dụng cái kỹ thuật như trên. Thầy gửi code ở đây cho các em tiện lưu trữ lại để có cái code để lưu trữ. Sau khi khóa học xong thì thầy sẽ gửi các em cái tài liệu thầy trò mình đang học để có cái tài liệu các em chia sẻ đến các thầy cô. Để các thầy cô có cái tài liệu để hỗ trợ dạy các em khóa sau. Đấy. Hoặc là lúc mà các em ôn tập lại thì thầy cô cũng có thể tổ chức lại cho các em làm lại. Hy vọng nó sẽ bổ ích tới các em. Mà trên lưu đường đi. Lạc quan. Nào. Giải thuật BMS để duyệt qua tất cả các đỉnh, cứ với mỗi đỉnh ta lưu vết lại. Thì bắt đầu từ đỉnh start đến đỉnh finish ta xây dựng đồ thị, sắp xếp các cái đỉnh kề. Sau đó BMS từ đỉnh start. Sau đó ta truy vết ngược để đưa ra. Đấy. Hoặc là ta truy vết xuôi theo kiểu như thế này. Để nó là... Rồi, trên đây thầy trò mình đã giải quyết được một cái bài toán rất hay bằng giải thuật BFS, đó là tìm đường đi từ đỉnh S cho đến đỉnh T theo giải thuật duyệt ưu tiên theo chiều rộng BFS. Và các thứ tự các cái đỉnh thì sau khi ta BFS thì ta sẽ thu được. Nhớ rằng cái bài đề, bài toán đồ thị của duyệt đồ thị của mình đây, ta đang duyệt trên đồ thị vô hướng nhé. Với đồ thị có hướng thì trong cái quá trình xây dựng đồ thị thì các em cũng xây dựng khác ở chỗ đoạn mà ta putback các đỉnh vào thôi. Rồi trên đây là cái bài về tìm đường đi từ đỉnh S cho tới đỉnh T. Okay, để thầy thử tìm xem bài làm của mọi người ở trong nhóm các em đã làm bằng giải thuật gì rồi. Đấy, thầy thấy bài tập của Chu Minh đã làm ở trong phần bài làm 10. Bạn đang làm bằng DFS. Có cô đây. Ok. Rồi thầy thấy bài làm của bạn Sơn cũng bằng DFS. Thầy xem KNC2 Sơn bài 12 Sơn có nộp lại bài này dùng DFS và bạn có sử dụng cái thằng stack để lưu các đỉnh vào. Đấy. Bạn đẩy nó luôn vào cái chứ không đẩy nó vào bảng chê nữa. Đẩy nó luôn vào stack bởi vì tí lấy ra nó đỡ phải lật. KNC2 thì Chu Minh ngày 13 có nộp lại bài day 3 có nộp lại. Đấy. Có nộp lại đây, bạn sử dụng DFS. Chu Minh có sử dụng DFS đến các đỉnh. Đấy. À khi nãy ta quên chưa xử lý trường hợp vô nghiệm nữa. Trường hợp vô nghiệm thì khi đó trong cái quá trình mình DFS nếu cái đỉnh mà chưa được thăm thì cái đỉnh finish ấy mà không được thăm thì nó sẽ ra trừ một. Đây chỗ này ta phải thêm trước khi truy vết thì ta nếu F của thằng finish bởi vì mạng nếu mạng visit vào finish nếu mà thằng visit của thằng finish tại thời điểm này nó vẫn bằng false. Đấy, thế ta đã có thêm dấu phụ định. Ở đây, nếu visit rồi thì ta sẽ thực hiện truy vết để như thế cho nó đẹp. Đấy, thầy nhớ chữ phải format code lại. Nhớ trước khi nộp bài các em format code lại nhé. Lỡ sau code của các em thầy có thêm vào quyển sách để gửi lại các em.
Thì ngược lại thì ta sẽ ra trừ 1. Vì trừ 1 nó là một số nguyên nên các em chỉ không đặt trong dấu ngoặc kép nhé. Bây giờ thì trên cái đồ thị này thì bệ từ start cho bằng 2, finish bằng 4 xem nó có chạy được không. Đây. Start là 2, finish bằng 4. Ta thử chạy xem nó có ra được không. Đấy, thì nó sẽ ra trừ 1. Bởi vì trên cái đồ thị này không có đường đi từ đỉnh 2 ở đây đi đến đỉnh 4 ở bên này. Nó không có đường đi đúng không? Không có đường đi thì nó sẽ thông báo là vô nghiệm thôi. Như vậy thì cập nhật lại code. Sau khi xem code của các em thì để cập nhật lại code bài làm ở đây. Để cập nhật lại code để rồi ta sang bài kế tiếp nhé các em nhé. Tí nữa bố cắm sang. Rồi kế tiếp ta là bài BVS Bringer. À, ta còn thời gian thầy trò mình đánh chén nốt vài bài nữa nhé. Để chủ đề hôm tới thầy trò mình sẽ sang các bài tập khác. Lưu ý rằng bất cứ những cái bài thầy trò mình đang làm nó đã được giải quyết bằng cái giải thuật DFS. Và thầy nhận được rất nhiều bài làm của các em đây, bằng DFS ở đây. Đấy, có bài làm của Sơn đây. Đấy. Sơn trước làm bài DFS đây. Rồi có Chu Minh, có các bạn ở các lớp. Nhà này cô Nhung bận cũng không tham gia được thì chắc là đang trong mùa thi. Có rất nhiều các bạn đã làm cái bài này với cái giải thuật. Rồi bài kế tiếp của thầy trò mình sẽ tiếp tục luôn các em nhé. Hôm nay có 5 bạn tham dự là cũng rất tuyệt vời rồi, cái mùa thi mà em vẫn đang học được. Sau khi thầy trò mình giải quyết hết được cái hệ thống các bài về duyệt đồ thị theo chiều rộng thì ta cũng có có sự nắm chắc vận dụng tốt được cái giải thuật duyệt đồ thị theo chiều rộng. Ôi, ta mới 81 mà ta đến tận 95 bài. Đến tận bài 95 như vậy ta còn tận 14 bài. Nhiều thế nhỉ? Rồi, nhiều ta vẫn làm. Cứ túc tắc hết được cái tập này bằng BS thì có lẽ thầy trò mình thuộc code BE 100%. Bạn trở thành 1 giây nhé, các bạn nghiên cứu kỹ để mẹ quăng đầu đâu biết. Thế đến giờ ta tiếp tục các em nhé. Để xem. Ở trong phần còn lại thầy cho mình cố gắng làm đến sau đến được bài số 95 nữa thì tốt. Ta đang ở bài số 81, bài xây cầu. Tóm lại cho N đỉnh, có một số đỉnh có đường đi rồi.
yêu cầu của bài toán là bài này bài Bringer. Đề bài gồm có cho đồ thị có n đỉnh m cạnh. Người ta hỏi rằng cần phải xây dựng tối thiểu bao nhiêu, ít nhất bao nhiêu cầu để từ một đảo ta có thể đi đến các đảo còn lại. Vậy thì với bài toán này thì các bạn nghĩ ngay đến cái việc là để đi từ một đảo nào đó đến tất cả các n trừ một đảo còn lại trên đồ thị này, thì rõ ràng các cái đỉnh này nó phải nằm trong cùng một vùng liên thông. Vậy thì bản chất của bài toán nó sẽ quay về là ta phải nối các vùng liên thông này lại với nhau thành một vùng. Và bài toán đưa ra là tìm cách nối sao cho số lượng cạnh nối là ít nhất. Và ta nhận thấy rằng nếu K là số lượng vùng liên thông thì số cạnh nối của nó sẽ là K trừ một cạnh. Hay nói cách khác, nếu ta có 3 đỉnh thì ta chỉ việc nối hai cạnh, đỉnh 1 với đỉnh 2, đỉnh 2 với đỉnh 3 thì ta đã được một vùng liên thông. Ta có K vùng liên thông thì ta chỉ mất K trừ một cái cầu để nối các vùng liên thông này lại với nhau. Ở hình vẽ trên ta nhận thấy đồ thị của chúng ta có các vùng liên thông, vùng 1, vùng 2, vùng 3, vùng 4, vùng 5. Ta có 5 vùng liên thông. Ta có rất nhiều các cách nối, nhưng ta thấy rằng ta nối bừa một vùng thứ nhất với vùng thứ hai, nối vùng thứ hai với vùng thứ ba, vùng thứ ba với vùng thứ tư. Đấy. Về nhìn đây ta thấy rằng ta có 5 vùng liên thông và ta mất một cạnh, hai cạnh, ba cạnh và bốn cạnh. Sau khi nối xong được cái hình như trên thì ta nhận thấy rằng bất từ một đỉnh nào đó ta có thể đi đến được bất từ bất cứ các cái đỉnh nào khác trên cạnh trên đồ thị. Vậy thì với bài toán này thì Trung Minh và các bạn nhận thấy ta hoàn toàn có thể giải bài toán bằng cái giải thuật duyệt đồ thị theo chiều sâu. Nhưng bài đấy lần trước thầy trò mình đã làm rồi. Hôm nay chúng ta sẽ làm nó theo duyệt đồ thị chiều rộng, theo chiều rộng. Với những cái phân tích như trên thì ta nhận thấy rằng số lượng cầu xây tối thiểu để đảm bảo đường đi nối giữa các đỉnh đó là số lượng vùng liên thông trừ đi một. Đấy. Ở trên đồ thị trên ta cũng dễ dàng nhìn thấy được như trên. Với cái nhận định đấy thì bài toán này quay về cái bài toán gốc là hãy đếm số lượng vùng liên thông. Vậy thì ta sẽ quay trở lại khi nay ta có một cái bài toán đếm số lượng vùng liên thông bằng b bé. Đây rồi. Để kéo xuống dưới. Bài đếm số lượng vùng liên thông DOS vùng liên thông để tìm lại trong cuối của lớp. Như mình có cái bài này hôm trước thầy cho mình làm rồi. DFS vùng liên thông, bài này tên nó là bài gì nhỉ? DFS vùng liên thông đây. DFS vùng liên thông này rồi. Rồi n đỉnh m cạnh và đếm số lượng vùng liên thông này. Ta sẽ close này. Bài này thật là nó là DFS Bringer. Bài sư gồm Bringer không chữ S. Thì là đặt tên nó là hai. Bởi vì ta đang sử dụng BBS để giải quyết bài toán này. Đấy. DFS rồi. Đề bài cho n đỉnh m cạnh lần lượt xây dựng đồ thị, sắp xếp các đỉnh kề, thực hiện công việc duyệt qua tất cả các đỉnh từ 1 cho tới n. Cứ với mỗi đỉnh ta sẽ thăm đỉnh đấy, nếu đỉnh đấy chưa thăm ta sẽ thăm đỉnh đấy bằng giải thuật BFS. Sau khi BFS xong một vùng thì ta thu được một vùng liên thông, thì khi đó ta tăng biến đếm số lượng vùng liên thông lên một đơn vị lưu số vùng số lượng.
vùng viễn thông. Đấy. Sau đó ta sẽ kết quả số cầu, đó đó là số lượng vùng liên cầu với số cầu cần xây, đó là số lượng vùng liên thông trừ đi một. Ta chạy thử xem sao. Em hết dần chấm b, chạy thử lại test đề bài DFS Bollinger. Vấn đề trong giờ thi làm sao ta chứng minh được những cái tính chất đấy? Thì muốn làm được như thế thì ta cần phải làm bài nhiều hơn về các đa dạng hơn trong đồ thị. Với những cái lớp bài này nó rất phù hợp với những cái đề thi như chọn học sinh giỏi cấp tỉnh của các tỉnh. Đấy. Mà người có thể người ta thêm vài một vài tính chất nữa để cho việc xây cầu. Sao nghiệm này ra trừ một nhỉ? DA, thế đây thầy cho D, DFS Bringer là sai tên file, nó không có dữ liệu. Sao lát đi. Nó cũng không thèm ghi đẹp à. A đây là file Bringer, file của thầy là file phải là mở nhầm file out. Đấy. Nó ra 4 là số lượng đỉnh. Bây giờ ta khi chạy thì các em nên vẽ thêm một vài cạnh, ví dụ như ở đây thầy vẽ thêm cạnh 3, 12, vậy thì nó sẽ chạy ra ở đây hiện tại nó có 1, 2, 3, 4 vùng liên thông. Khi chạy thì ta chỉ cần xây dựng 3 cầu là có thể chạy được. Như vậy thì ta sẽ chạy lại là thầy thêm một cạnh như là 8 cạnh. Khi thêm ta chỉ thêm cạnh những phía dưới 3, 12. Đó là cách xây dựng đồ, cách chạy các cái test, các bài liên quan tới đồ thị. Chứ đừng xóa đồ thị cũ đi. Đấy, ta chỉ thêm cạnh hoặc là bớt cạnh, sửa các đỉnh, thay trọng số. Chứ ít khi người ta xóa cả cái test này đi nhập một cái test mới. Như thế thì mất công vẽ lại, mất công kiểm soát mà mình không chắc chắn đúng, bởi vì với một đồ thị mới mình chưa phân tích kỹ của nó về trọng số thì nó dễ bị sai. Thì ở đây tiện thể thì thầy sẽ gửi code tới các bạn và thầy cũng sẽ thêm vào ở trong đây. Như vậy cứ với mỗi bài này tận dụng các cái cốt cũ, ta thấy rằng là thầy trò mình cốt rất nhanh với những cái bài toán này, bởi vì những cái bài toán này ta đã phân tích giải thuật khá kỹ ở trong cái phần lượt đi của cái lớp nâng cao. Hôm nay thầy trò mình đang đến buổi thứ 33 nhỉ, ta sẽ cố gắng còn vài buổi nữa để xong hết phần đồ thị, các cái chủ đề đồ thị hay. Trong cái chủ đề đồ thị kế tiếp nữa, ta còn có vài cái. Trong đó ta liên quan tới khớp cầu. Đang còn bài chủ đề về cây khung cực tiểu. Các bài toán về cây khung. Đấy, cái phần đấy thầy trò mình cũng sẽ tìm hiểu luôn. Bởi vì cái đề thi lập đội tuyển cấp quốc gia thì cây khung rất nhiều. Sau đó ta sang phần cầu và khớp nữa. Là ta có thể kết thúc được cái lớp nâng cao với giai đoạn 1. Đến giai đoạn 2 thì hãy chuẩn bị các cái chuyên đề về cấu trúc dữ liệu nâng cao kết hợp với các cái bài toán mới trong cái lập trình cho cái bài toán thi lập đội tuyển. Thì khi đó thầy lại mời các em tham dự học tiếp. Rồi ta sang bài kế tiếp các em nhé. Bài vừa rồi ta đã giải quyết bài ngon quá rồi. Bài toán này là DFS chơi từ đảo này đi ra đảo khác. Anh này đến từ đảo S muốn đi bộ đến các đảo khác, hãy đi ra tất cả các lộ trình. Bài này chính là bài DFS chơi. Bài này là một trong những bài kinh điển nhất mà trong cái phần DFS thầy trò mình bài nào ta cũng dùng đến nó. Theo lưu ý nhé. Nên bài này ta làm bằng DFS cực hay.
Con cảm giác hùng. Và các bạn xem đề ở trong nhóm Zalo, thầy đã gửi ở trong nhóm Zalo để ta xem đề nó một cách kỹ càng hơn để phân tích lại cái bài toán này. Đề bài là cho n đỉnh m cạnh và một cái đỉnh sự start. Anh này mà anh muốn đi đường bộ tham quan các cái đảo khác. Hãy cho biết các cái lộ trình mà anh này có thể đi được. Nhìn vào test đây thì ta nhận thấy rằng anh này anh đang xuất phát từ đỉnh số 2, tức là đỉnh này. Anh ấy muốn đi đến đỉnh khác. Như vậy bây giờ nếu mà duyệt theo BFS thì ta sẽ duyệt qua các cái đỉnh kề của đỉnh 2. Khi duyệt BFS đến đỉnh kề thì đỉnh 2 thì tất nhiên theo thứ tự ưu tiên của từ điển thì nó sẽ hút thằng 1 này vào trước. Bởi vì mình for y chạy từ 1 đến n, nếu đỉnh y chưa thăm, à duyệt qua tất cả các đỉnh kề. Vì các đỉnh kề đã được sort sắp xếp rồi, nên đỉnh 1 nó được thăm trước. Khi nó thăm đến đỉnh 1 thì nó truy vết ngược về đỉnh 1 và nó đưa ra luôn. À, như vậy cái quá trình của ta là trong cái quá trình ta truy vết đến, ta sẽ thăm một đỉnh nào đó. Thì ta sẽ đánh dấu luôn cái đường đi đến đỉnh đó và ta truy vết ngược lại để đưa ra đường đi luôn. Nên các em cũng có thể tổ chức cái đường tổ chức một cái thủ tục để trả về truy vết từ đỉnh S trở về từ đỉnh start đi đến đỉnh finish. Vì ở bài này thì người ta yêu cầu truy vết ngược nên mình vẫn sử dụng cái thủ tục truy vết ngược khi nãy nhé. Tuy nhiên nó bị gọi nhiều lần. Đến thằng 5, nó duyệt đến thằng 5 phát, nó BFS đến thằng 5 thì nó gọi truy vết luôn. Nó gắn chây của V bằng U và nó gọi luôn thủ tục truy vết từ cái đỉnh V trở về đỉnh từ đỉnh V về đỉnh start luôn. Sau đó nó nhảy sang đỉnh 6. Khi sang đỉnh 6 nó sẽ thế BFS nó sẽ truy vết từ 6 về 2. Đấy. Sau đó quá trình BFS nó đẩy thằng 10 vào. Khi nó nhảy sang thằng 10 thì nó lại truy vết ngược lại, nó đánh dấu thằng 10 đã thăm và nó lại truy vết ngược lại. Đấy. Vậy thì ta nhận thấy rằng cái thủ tục truy vết nó sẽ được gọi rất nhiều lần. Và mỗi lần thì nó sẽ đưa ra được một cấu hình là các cái đường đi. Đấy. Và đường đi này thì nó sẽ bao gồm có đỉnh start và đỉnh finish. Đỉnh finish đó chính là cái đỉnh S của mình. Chính là cái đỉnh S này. Đỉnh finish là đỉnh S. Đỉnh start là đỉnh S, còn đỉnh finish là đỉnh V. Vậy thì mình phải cần truy vết từ đỉnh S cho đến đỉnh V. Đấy. Từ đó tí nữa mình sẽ tổ chức nó thành một cái chương trình con để truy vết cho nó tiện. Rồi, từ cái phân tích như trên thì bây giờ thầy trò mình có thể giải quyết bài toán một cách trọn vẹn như sau. Chúng ta sẽ giải quyết nhé, để uống nước cơm nước. Rồi, bài này ta cần có phải truy vết. Vậy thì ta sẽ lấy bài tìm đường đi ở bên trên. Đó, rồi. Em cố gắng cùng theo dõi. Bài truy vết tìm đường đi từ S đến T. Ta lấy bài truy vết BFS rồi nhỉ. Cứ với mỗi bài có những cách làm hay khác nhau thì thầy sẽ lưu nó vào đây. Với mỗi bài các em nên tạo project mới chứ không nên ẩn nó đi rồi lại cốt tiếp vào trong, như thế nó hơi buồn cười. Bài kế tiếp của ta là đường đi từ S, bài này là DFSJ. Bài này là một trong những bài kinh điển nhất trong cái giải thuật DFS mà mình dùng. Sau này với cái bài toán có trọng số ta cũng sử dụng như bài này. DFSJ 2. Đấy. Bây giờ ta quay trở lại với cái bài toán bắt đầu từ chương trình chính. Sau khi nhập đỉnh start, cho nhập đỉnh n đỉnh m cạnh và đỉnh start, bài này nó không có đỉnh finish. Đấy. Sau đó ta thực hiện đọc các cạnh để xây dựng đồ thị. Ta sort lại các đỉnh kề của mỗi đỉnh. Ta bắt đầu gọi BFS từ đỉnh start.
để đi. Trong cái quá trình BFS đỉnh start, ta thu được cái đường đi tới một đỉnh nào đó. Vậy thì cái đường đi này thì chúng ta sẽ thực hiện truy vết nó. Vậy thì ta quay sang giải thuật BFS. Mỗi lần ta BFS đến một đỉnh nào đó, ta đẩy đỉnh đó vào queue đánh dấu nó đã thăm rồi. Ta lấy một cái đỉnh ở trong queue ra và ta thực hiện duyệt qua tất cả các đỉnh kề. Với mỗi cái đỉnh đã nếu đỉnh đấy chưa thăm thì ta thăm đỉnh đấy và đánh dấu đỉnh đấy đã thăm rồi. Và ta lưu rằng để đi đến đỉnh V, ta phải đi qua đỉnh U. Sau khi lưu vết rồi, ta sẽ gọi thủ tục truy vết từ đỉnh start đi đến đỉnh V. Đấy. Thầy sẽ gọi truy vết từ đỉnh start. Cái thao tác này ta gọi là đưa đường đi ra. Đấy, ta tổ chức nó như thế. Vậy thì thủ tục truy vết của mình có đỉnh start là đỉnh kết thúc. Vậy thì ta lấy luôn cái thằng truy vết. Nếu đề bài người ta yêu cầu truy vết ngược thì ta truy vết ngược. Nếu người ta yêu cầu truy vết xuôi thì ta truy vết xuôi. Vậy ta gọi thủ tục truy vết từ đỉnh B sử dụng tên biến gì nhỉ? X cho tới đỉnh Y. Đấy. Truy vết ngược. Đấy. Để truy vết từ đỉnh X cho tới đỉnh Y thì ta sẽ thực hiện cái công việc là đỉnh Y là đỉnh finish, vậy thì ta sell thằng Y ra. Đấy. Đúng không? Đỉnh Y là finish. Vì khi ta U bằng chay của thằng Y. Thì khi đó thằng Y đang đóng vai trò là thằng finish mà. Chừng nào thằng U mà chưa khác thằng start là thằng X của mình. Đấy. Chừng nào mà chưa đi gặp thằng X thì ta sell ra U ra và ta gắn U bằng chay của U. Đấy. Sau đó ta sẽ ta sell thằng X ra. Đấy. Sau ta thu được một cấu hình nhớ ta sell N2 đúng không? Vậy thì ta sẽ thực hiện công việc như trên, ta đã truy vết được. Tuy nhiên không biết có đúng hay không thì ta chờ được một tí nhé. Đấy. Cái chỗ truy vết xuôi ta cứ ở đây. Vậy sau khi ta bài này đặt tên là DFSJ. Tên mới. Thế có mạng có vẻ hơi yếu hay sao thế? Có báo không tìm thấy mạng DFSJ. Nhập nm start rồi chạy chương trình luôn. Trước khi chạy các em nhớ lưu lại bài nhé. Các video bài giảng thầy up trên kênh YouTube và các em nhớ xem video bài giảng và chia sẻ để mọi người có thể tham khảo. Các bạn nào có tài khoản Google nào nhớ đăng ký kênh YouTube giúp thầy nữa nhé. Hiện nay số lượng các bạn học sinh và thầy cô đăng ký cũng khá đông. Ta có một hai về ta nhìn đồ thị nhé. Để thầy truy thằng này ra đây. Đấy. Thầy đưa ra cái BFS nó đưa là 1, 2, này, 5, 2, 6, 2, 10, 2, 6. Như thế là ngon rồi đúng không? Đấy. Cái này chữ truy vết ngược thầy kéo ra ngoài chứ cái trong đề nó lại ghi thêm chữ truy vết ngược nữa thì chán đời. Đấy, như vậy thì thầy thấy rằng vừa rồi mình BFS mình đã đưa ra được bài toán này. Còn ở đây người ta bảo là nếu không có đường đi nào thì ghi ra trừ 1. Nhưng mà rõ ràng ở đây thì bài DFSJ này không thể đưa ra trừ 1 được. À có. Đó chính là khi nó đang ở số 7 hoặc số 8. Khi nó đang ở số 7 hoặc số 8 thì nó BFS đến các đỉnh trung gian thì ta thấy rằng nó chỉ đưa ra trừ 1 trong trường hợp cái vector lưu các đỉnh kề của nó empty, tức là rỗng, không có cái thằng nào. Hoặc là khi ta BFS từ nó xong thì cái biến cầm cờ của mình nó không bị thay đổi. Đấy. Vậy thì biến cầm cờ nó sẽ thay đổi ở chỗ nào? Thì ở đây thì ta thầy thì hay có thói quen sử dụng biến cầm cờ. Biến cầm cờ thì thầy hay sử dụng cái biến đặt tên nó là biến p. Bắt đầu thầy khởi tạo nó bởi một giá trị bất kỳ. Thông thường thầy hay khởi tạo 0 hoặc 1.
Trong cái quá trình thầy BFS từ đỉnh start đấy, thầy duyệt qua tất cả các đỉnh kề của nó. Nếu mà đỉnh kề chưa thăm thì thầy thăm đỉnh đấy. Khi mà thầy thăm một cái đỉnh kề của một đỉnh start, nếu nó có thăm thì điều đó chứng tỏ rằng nó có con, tức là nó có đỉnh kề, thì khi đó P của thầy khởi tạo bởi một giá trị khác đấy. Sau khi thầy BFS xong, nếu cái đỉnh, nếu cái à, nếu cái thằng cờ của thầy nó vẫn bằng giá trị khởi tạo ban đầu, thì đồng nghĩa với việc cái biến P của thầy không bị thay đổi lần nào, hay là cái khác, cái vector này với cái đỉnh start nó không có đỉnh kề nào đấy, thì khi đó ta sẽ ra là -1 theo yêu cầu của đề bài. Nhớ là chúng bạn kỹ thuật cầm cờ nhé. Vậy thì nữa ta sẽ chạy chương trình với cái input là đỉnh số về thầy xuất phát từ đỉnh 7 chẳng hạn. Từ đỉnh 7 nó đứng một mình một vùng liên thông, nó không đi đến đâu thì nó đưa ra được -1. Đấy. Rồi tới đây thầy gửi lại cái code của cái bài này. Các em thấy cứ với mỗi bài thì cho mình cốt nhanh như thế, và ta nhận thấy rằng giải thuật BFS nó giải quyết được duyệt đồ thị theo chiều sâu, thì duyệt đồ thị ưu tiên theo chiều rộng nó có thể giải được, giải quyết được. Và thầy tin chắc là các em tham khảo cốt bài làm ở bên trên thì các em có thể để chỗ chi viết ra xuôi đây. Chi viết ở chi viết xuôi thì mình làm tương tự nhé. Để chỗ này để xóa đi cho nó ngắn lại. Như vậy với cái bài như trên thì bài DFSJ này nó là một cái bài nền tảng để ta biến thể thành các cái bài toán khác. Sau này thì cái đồ thị nó sẽ là cái đồ thị có trọng số, và khi em BFS đến đỉnh nào đó thì các em phải thăm đỉnh đấy, thì tổng tiền tiêu cho tới cái đỉnh mình vừa thăm nó cộng thêm vào. Và bây giờ người ta hỏi ví dụ như trên đồ thị này có trọng số, các cái trọng số nó đặt ở các đỉnh là vé vào thăm ở các đỉnh. Bây giờ người ta hỏi rằng nếu xuất phát từ đỉnh 2 mà thầy muốn tiêu là k đồng thì thầy có thể đi được nhiều nhất bao nhiêu đỉnh đấy chẳng hạn. Thì vì ở mỗi đỉnh nó có một cái trọng số ai, vậy thì khi đến một đỉnh nào đó thầy cộng trọng số vào, nếu trọng số đó mà nhỏ hơn hoặc bằng k thì chứng tỏ đường đó là tốt. Quá trình chây lại thì ta thu được số đỉnh nằm trên đường đi đấy, và số đỉnh trên đường đi đó muốn nhiều nhất thì nó phải cập nhật với cái giá trị tốt nhất của mình đấy. Và từ đó thì các em nhận thấy ví như đi theo từ đây, ta có thể đi thăm VNB thầy có 2 đồng, có 20 đồng, đỉnh thứ nhất chi phí là 11, đỉnh thứ hai là 9, thăm 2 đỉnh này thầy tiêu hết 20 đồng rồi đấy. Hoặc là bây giờ với số tiền là x, bạn được thả vào một đỉnh nào bất kỳ trên đồ thị thì các em hãy chọn một cái đỉnh mà các em thả để sao cho em đi được đến thăm được nhiều đỉnh nhất với cái số tiền này, biết rằng đến thăm được đỉnh nào thì ta tổng chi phí là từng đấy. Thì rõ ràng cái giải thuật BFS của ta có thể phát huy được tác dụng bằng cách cứ đến với mỗi đỉnh ta BFS đến các đỉnh đấy. Quá trình BFS đến một cái đỉnh trung gian thì ta sử dụng mảng chây để truy vết ngược lại để tính tổng trọng số tiền đã tiêu. Nếu thỏa mãn điều kiện thì ta giải quyết bài toán. Vậy với cái mô hình bài toán này thì bài toán DFSJ là một bài toán gốc cực kỳ quan trọng, các em nhớ nhé. Nó là một bài toán gốc cực kỳ quan trọng. Nên hôm trước ở trong cái giải thuật DFS thì đề nghị các bạn là làm cái bài này, và thầy thử xem em. Trong nhóm mình chỗ Gia Huy, Chiến, Vũ Huy, Trung Minh và Sơn đã làm cái bài tập này chưa? Đấy, thầy xem trên bài trên máy tính nó có bài nộp của các em. Đây có bài DFSJ có Chu Minh đã nộp đây rồi. Đấy, bài DFSJ Chu Minh đã làm đây. Bạn làm giải thuật bằng DFS rất tốt. Thầy thấy Sơn cũng đã nộp bài lên đây. DFSJ của Sơn đây. Có thể Sơn không nhớ nhưng trên máy tính của thầy vẫn còn nhé. Chu Minh có Thuận là có Sơn Toàn Trung Tâm. Đấy, các bạn thậm chí
Đấy, về trung bình ở đây bạn nếu thằng cờ của mình mà khác thì về bạn sinh ra trừ một, ước hóa ra thầy với trung bình là thần giao cách cảm mà. Đây chơi thì thấy rất nhiều các bạn nộp ở bài ở đây rồi, bạn có Sơn có trung bình. Như vậy hình như ở đây có Huy chưa nộp đúng không? Như vậy hai bạn Huy, tóm lại vì bài này các bạn đang làm bằng DFS, bây giờ thầy đề nghị các em làm bài toán bằng giải thuật BFS nhé. Rồi trên như vậy bài toán DFS chơi là một trong những bài toán kinh điển mà các em có thể dùng để giải quyết các cái bài toán mà duyệt đồ thị bằng giải thuật BFS được. Và từ giờ trở đi thì người ta yêu cầu tìm một cái đường đi từ đỉnh S sao cho thỏa mãn điều kiện bài toán là bắt đầu trong một cái lớp bài toán mới nhé. Người ta cố gắng còn hai bài nữa. Cái đây, giải thuật vừa rồi thầy đã gửi code rồi đúng không? Các em có thể tham khảo thông qua code. Rồi chúng ta còn bài kế tiếp là ứng dụng của cái bài này. Bài toán là được đi qua nhiều đảo nhất. Các bài toán này thầy trò mình cũng sẽ đều làm bằng BFS nhé, để thử xem đề bài này nó cái gì. À, như vậy là mỗi đảo chỉ tham quan một lần. Hãy tìm số đảo nhiều nhất mà Jane có thể tham quan bằng đường bộ mà mỗi đảo chỉ đi qua một lần. Như vậy thì mình có thể cảm nhận được luôn đây chính là bài DFSJ. Với cái đó là trong các cái vùng liên thông đi qua thì cái à quên, không phải trong trong cái các cái đường mà ông ấy đi thì những cái đường nào mà đi qua mà có số lượng đỉnh nhiều nhất thì ông ấy đưa vào. Vậy thì ta sẽ giải quyết cái bài toán tổng quát bằng cái cách như sau. Mọi người quan sát nhé. Bây giờ thầy nối cái đỉnh này với đỉnh này. Đấy. Thì rõ ràng từ đây nếu mà thầy xem đỉnh start là cái đỉnh ông James này ông sẽ xuất ông bắt đầu đi. Thì rõ ràng từ đỉnh 2 này ông đi đến đỉnh 1 thì ông chỉ thăm được hai đỉnh bao gồm đỉnh ông xuất phát. Nếu ông đi đến đỉnh 6 và đỉnh 10 thì ông đi được 3 đỉnh. Đấy. Nhưng nếu ông đi qua đỉnh 5 và đỉnh 7, ông cũng đi ra được 3 đỉnh. Đấy. Như vậy thì ta nhận thấy rằng với cái bài toán hôm trước DFS ta đã đưa ra được 3 là số lượng đỉnh và sau đó ở phía dưới là một vùng liên thông có nhiều đỉnh nhất. Thì ở bài giải thuật BFS này thầy muốn các em liệt kê tất cả các đỉnh, liệt kê tất cả các đường đi mà có số lượng đỉnh nhiều nhất. Đấy. Nhưng vậy bây giờ yêu cầu của chúng ta là hãy liệt kê tất cả các. Bây giờ ta thêm yêu cầu mới. Rồi ta gồ người ta cải tiến một tí dòng một ghi số đảo nhiều nhất mà Diêm có thể đến được bằng đường bộ, dòng 2 các dòng tiếp theo mỗi dòng ghi các cách các gọi là gì nhỉ? Các đảo cái dòng cái danh sách các đảo danh sách các đảo tìm được.
Này. Ví dụ như ở cái đồ thị này bây giờ thầy thêm cho một cạnh nữa, thầy gọi là 8 cạnh. Thầy bây giờ thầy nối cạnh với thằng là 5 với cạnh 7. Thì khi đó nó sẽ đưa ra dòng thứ nhất là đưa ra số 3 là 20. Như vậy thì nó sẽ đi ra cái đường là thằng này, thằng này, thằng này, thằng này. Khi nối thằng 5 với thằng 7 thì thằng này nó nối với thằng này. Như vậy thì cạnh của ta sẽ là 2, 5, 7. Đấy. Thì này, khi truy vết thì nó sẽ bị ngược. Vậy thì theo đề bài này truy ngươi truy vết ngược là 5, 7, 2. Đấy. À, trên đồ thị này chắc là thầy vẽ lại một tí. Cái này nó có chữ edit không nhỉ? Edit and text format picture. Nhảy sang format thì có thể vẽ được không nhỉ? Rồi các bạn chờ đợi một giây nhé để thầy vẽ lại cái đồ thị này. Người ta có cái trang web này để vẽ đồ thị các em nhớ nhé. Nó mô phỏng cái đồ thị. Bạn chờ thầy một giây, thầy lấy lại cái test. 5, 7, 8 cạnh 2. Đấy, đồ thị của mình đang là như thế này. 1, 2, 5, 7, 8, 4, 3. Thằng 7, thằng 8 đâu nhỉ? Là thằng 8 đó. Đấy, các bạn thấy. Khi để này thì trông nó hơi điêu, thì ta xoay các đỉnh lại bởi vì có các cái vùng liên thông nó không cắt nhau thì sao trông giống như cái que này trong chán đời này. Đấy. Để trông này. Dương. Để thì slip nó lại. Đấy, trên cái đồ thị thầy vừa vẽ thì các bạn nhận thấy như sau. Nếu thầy đang đứng ở cái đỉnh 2 này thì thầy đi theo đỉnh 5 và đỉnh 7 thì có độ dài bằng 3. Nhưng là thầy đi từ đỉnh 2 này ta đi qua đỉnh 2, đỉnh 6 và đỉnh 10 cũng độ dài bằng 3. Là à, quên, số lượng đỉnh đi qua là nhiều nhất là bằng 3. Đấy. Nên và mỗi đỉnh chỉ thăm một lần. Và từ từ đây thì các bạn nhận thấy bài toán của chúng ta lại quay về một cái bài toán rất hay nha. Ở cái hình này thầy gửi lại trên đồ thị. Đừng cho mày chụp lại cái danh sách nha, chụp lại cái bài tập này sau khi thầy đã update đỉnh để mọi người quan sát kỹ hơn. Các em cố gắng sau giờ học các em hãy cài đặt được cái bài toán này nhé. Thầy tin chắc là các em hoàn toàn là có thể như Sơn, Trung Minh, Vũ Huy. Vũ Huy chắc chắn cài đặt được chứ? Ừ, cô chắc chắn là sẽ cài đặt được cái bài toán này bằng BFN nhé. Vậy thì ở đây thì ta nhận thấy rằng trong cái quá trình mình chơi ấy, thì thầy sẽ có cái xu hướng lưu tất cả các thầy đang có một cái dự định ở lúc đầu giờ thầy đang nói thầy sử dụng một cái mảng A để lưu tất cả các cái đường đi xuất phát từ được từ đỉnh S. Vậy cái phần tử thứ nhất thầy sẽ lưu đỉnh số 1 và đỉnh số 2 để thể hiện đường đi thứ nhất. Đường đi thứ hai thầy lưu đỉnh số 2 và đỉnh số 5 để thể hiện đường đi thứ hai. Cái thứ ba thì lưu, bởi vì BFS mà mình kiểu gì mình cũng phải đi theo kiểu này, thì lưu thằng 2 với thằng 6. Rồi kế tiếp nữa
thì nó lấy được thằng 1, thằng 2, thằng 5, thằng 6 là nó put thằng 7 vào. À khi quên đến thằng 5, đến thằng 5 thì nó put thằng 7 vào. Nhá. Nó put thằng 7 vào, như vậy thì ta sẽ có giả sử con nào 2 đến 1 rồi, đến 2 đến 5, đến 5 nó put thằng 7 vào. À đâu, nó put thằng 1 này, put thằng 3, thằng 5, sau đó lấy thằng 5 ra. Lấy thằng 5 ra thì nó sẽ là được là thằng 6, thằng 7. À như vậy, thằng 7 sẽ duyệt sau, đến thằng 6. Thằng 6 nó put thằng 10 vào. Rồi, sau đó sau khi lấy thằng 5 xong, lấy thằng 5 xong nó lấy thằng 6 ra. Lấy thằng 6 ra thì nó cạnh được cạnh 26. Sau đó gặp thằng 7. Gặp thằng 7 thì nó đưa thằng 7 ra thì nó sẽ được cạnh 257. Đấy, nó cạnh được 257. Đấy, lấy thằng 7 ra rượu à, ấy, nó phải lấy thằng 6 ra trước nhỉ. Lấy thằng 6 ra nó sẽ ra được là 26. 26 ra rồi. Sau đó nó sẽ lấy 257 rồi, đúng rồi, bởi vì đến đỉnh 7, lấy đỉnh 6 đến đỉnh 7. Sau đó đến đỉnh 10 thì nó sẽ thằng A5 nó sẽ là 2 6 10. Đấy, nó đưa ra được cái thằng này. Đấy, và khi nó đưa ra được như trên rồi thì ta nhận thấy như sau. Danh sách các cái đỉnh như thế này thì được cái ưu điểm là nó càng đi về sau này thì khả năng độ dài nó khá cao. Nhưng thôi kệ nó. Nhưng khi đó thầy sẽ sót cái bài vector A, à sót cái mảng A này theo chiều giảm dần. Khi đó chiều giảm dần của thầy thì khi đó các cái thằng có nhiều đỉnh nhất nó sẽ nổi lên trên. Đấy. Hoặc là các em sắp xếp nó tăng dần cũng được. Tóm lại thầy sẽ sót mảng A theo kích thước của các cái vector này. Đấy. Nên cái A nó là một mảng mà mỗi phần tử của nó là một vector, thì tiêu chí sót của thầy đó là sót theo thằng AI chấm sai. Vậy thì sau khi sót xong thì thầy nhận thấy các cái đỉnh, đấy, các cái đỉnh mà có các cái thằng AI mà có số lượng đỉnh trong cái vector đó nhiều thì nó sẽ nổi lên trên, còn các cái thằng kia thì nó sẽ chìm xuống dưới. Đấy, hoặc là nó sẽ thằng 3 4 5 này thì nó tùy theo, thông thường thầy nghĩ chắc là nó sẽ theo thứ tự như trên. Thì khi đó đây chính là danh sách các cái đỉnh nằm trong vùng liên thông có nhiều đỉnh nhất, và số lượng thằng A1 chấm sai này đó chính là kết quả của bài toán nhé. Còn danh sách các cái đỉnh này thì thầy sẽ lần lượt lấy từ trên xuống dưới, bởi vì sau khi so xong nó đang giảm dần mà, mình sẽ lấy từ trên xuống dưới. Đến khi nào gặp một cái thằng AI chấm sai mà khác với cái giá trị Z là số lượng đỉnh tối đa thì ta dừng lại và ta sẽ thu được kết quả của bài toán. Như vậy thì công việc của chúng ta đó là trong quá trình BFS, thì trong cái quá trình truy vết thì ta sẽ đẩy các đỉnh trong truy vết vào một cái vector mới để lưu nhé. Sau đó ta sẽ thực hiện sắp xếp các cái vector. Vậy thì với cái ý tưởng như thế thì ta nhận thấy rằng ở trong cái mô hình bài toán này, cái thằng này nó chính là một cái priority queue, một cái hàng đợi ưu tiên. Khi các em put nó vào thì các em lấy cái tiêu chí sắp xếp đó chính là thằng AI chấm sai, nhớ nhé. Và khi mà các bạn put các thằng này vào thì trước đó thì ta sẽ put vào thằng AI vừa tới cái vector thứ y. Thực tế cái này nó là sẽ có tất cả k phần tử, trong đó k đó chính là số đường đi xuất phát được từ đỉnh S. Đấy. Thì nếu mà các bạn biết sử dụng cái thằng thì bằng hàng đợi ưu tiên thì nó sẽ cài đặt nó nhẹ nhàng hơn. Còn nếu không thì ta sẽ cài đặt giống y như hôm trước, ta có một cái bài tên đó là bài tìm các vùng liên thông, phải không nhỉ? Để clear thằng này cho dễ nhìn. Đây, hôm trước mình có bài liệt kê các vùng liên thông. À, không phải, hôm trước ta có bài là gì nhỉ? Tìm đường đi từ đỉnh S. À, hôm trước là mình bài tập bên B, BFS cơ. Hôm trước BFS là
Điền đến được từ S này, đếm số vùng liên thông đâu nhỉ? Thầy thì vậy nhá, đếm số vùng liên thông, liệt kê các vùng liên thông, xem liệt kê các vùng liên thông BMS thì thầy có sót lại các, không phải thằng này, vậy là liệt kê các đỉnh đến được từ đỉnh S. Có phải khi em mình sót lại các cái vectơ đấy nó hay lắm mà. Không phải này. Tìm đường đi từ đỉnh S cho đến đỉnh T. Và này tìm tất cả các đường đi. Rồi. Thế cái bài kia của mình tên là bài gì nhỉ? Bài xây cầu đường đi từ S đấy, bài này ta đang làm. Thầy tự nhiên thầy lại quên mất khi ta có cái bài thì đường đi từ đỉnh S. Thế là nhà mà ta có thao tác sót các đỉnh các em nhỉ? Đợi thầy một giây nhé. Thầy tự nhiên bị đang bị mất định vị. Liệt kê các đỉnh này như bài 78 như này. À, tìm vùng liên thông có nhiều đỉnh nhất đây là chính xác. Khi đó nếu có tất cả các đỉnh vùng liên thông đây rồi. Thầy cho mình sẽ làm theo tư tưởng của cái bài này. Bài này ta đang làm và bài số tìm đường đi từ đỉnh S đi qua nhiều đảo nhất. Rồi. Bài này DFSL mắt. Ta sẽ cố gắng cài đặt thành công thằng này. Ồ, quên, thầy chưa gia hạn thời gian. Hôm nay ta học muộn một tí các em nhé. DFSL mắt 2. Buổi tối thầy cũng đang rảnh mà. Ôi thôi, chậm đúng một giây. Thôi thì như vậy thôi, thì thầy sẽ cốt nhanh. Còn khoảng thời gian lại thì các bạn sẽ cài đặt tiếp nhé. À, tư tưởng của chúng ta là bây giờ ta sẽ thực hiện là đề bài người ta yêu cầu là từ đỉnh S. À, ta sẽ thực hiện là bê vét từ đỉnh này. À, khi ta bê vét từ một cái đỉnh S, ta đi từ start. Đấy. Thì bê vét đến đâu thì ta sẽ thực hiện là lưu đây là ra sắp xếp các đỉnh trên các cái mảng A đây sắp xếp theo thứ tự này. Sau đó ta sót mảng A có K phần tử. Rồi. Rồi tới đây về ta nhận thấy như sau. Trong cái thằng này thì ta sẽ nhận thấy cái mảng chây khi nãy mình sẽ dùng ở chỗ này. Để đi đến đỉnh V ta đi qua đỉnh U. Sau đó ta gọi thủ tục là gì nhỉ? Truy vết đường đi từ đỉnh start đi về cho tới đỉnh V. Đấy. Và trong thủ tục truy vết này từ đỉnh X cho tới đỉnh Y này thì ta sẽ thực hiện là đẩy lưu đường đi vào cái mảng A có K phần tử, như vậy nó có K đường đi là kiểu vector. Đấy, nó lưu cái đường đi vào vector. Vậy thì khi mà ta lưu được đường đi như thế thì cái quá trình lưu đường đi thì ta sẽ thực hiện sắp xếp các đỉnh trên từng vector một để đảm bảo cái ta liệt kê. À thôi không, sắp xếp thì nó mất nữa. À, sắp xếp thì nó sẽ đưa ra được đỉnh, nhưng nếu hỏi hỏi đường đi thì nó lại không, nó bị mất tính chất. Thôi ta bỏ sắp xếp các đỉnh trên trên một vùng đi vì nó sẽ bị mất mất tính chất đường đi. Đấy. Khi đó ta sẽ thực hiện cái công việc là sắp xếp lại các cái đỉnh theo chiều giảm dần về số lượng đỉnh trên vùng trên từng cái vector đấy. Khi đó cái thằng